Xin chào các bạn, mình là Thỏ Mắt Kiến đây. Hiện tại mình đang trên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước nha. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn đường vào sân chuẩn bị tổ chức giải 44 tự do, giải Nam Phong nha các bạn. Hội tụ nhiều cầu thủ nha. Bây giờ các bạn đi hướng từ Sài Gòn và Bình Dương lên thì các bạn đụng sân banh Lòng Chảo. Đây, sân banh Lòng Chảo cũ. Gặp đèn xanh đèn đỏ các bạn. Quẹo vô đường Nguyễn Du nha các bạn. Từ Nguyễn Du các bạn chạy tầm hơn 2 km nữa là tới. Giờ mình đến cái hẻm mình chỉ các bạn vô sân banh nha. Rồi các bạn từ Nguyễn Du chạy vô khoảng 2 cây rưỡi nha các bạn. Gặp cái ngã tư có đường Bà Triệu. Đây, đường Bà Triệu. Đường Bà Triệu nè. Các bạn chạy vô, chạy thẳng vô hẻm này. Chạy thẳng vô trong đó tầm 1 cây số nữa là tới sân nha. Rồi từ Bà Triệu chạy vô khoảng 800m gặp một cái hẻm bên trái. Cái hẻm có vườn tầm vong ở ngoài nha các bạn. Bên đây có cái cổng màu vàng. Đây các bạn quẹo vô hẻm này. Đó. Có cái hàng tầm vong nè. Thì cái sân nó nằm bên đây. Quẹo vô cái hẻm. Chạy lại đó. Cái sân nằm bên phải. Thì giải sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật, ngày 5 tháng 7 2020 nữa bạn. Đây, chúng ta chuẩn bị vào sân nè. Sân giờ đang dán băng gòn nữa xong rồi. Rồi, hiện tại mình đang có mặt tại sân bóng chuyền Bình Long nha các bạn. Chuẩn bị diễn ra giải bóng chuyền Nam Phong mở rộng. Thể thức là 44 tự do. Thì nhà tài trợ chính là Kaga Nam Phong. Ngoài ra còn nhiều mấy cái nhà tài trợ cho giải này đấu này rất hấp dẫn nha. Cửa hàng xe máy Lý Hằng Nga nè. Quán nhậu Đông Hồ. Karaoke Avatar. Bên đây có nhà shop thời trang đồ chơi trẻ em. Tiệm cầm đồ Tấn Tài. Karaoke Vàng. Bên đây có tiệm vàng Tấn Phúc ở Minh Hưng nè. Rồi Kaga Nam Phong chính rồi. Ngoài ra có sơn các bạn. Sơn cây sen. Đây. Thì mặt sân ở đây mình thấy là khá đẹp nha. Khá bằng, khá đẹp luôn. Các bạn có đam mê bóng chuyền, muốn coi mấy kèo đánh giải ở đây, giải 44 nè. Có nhiều cầu thủ lắm. Tú MC, Quý MC, Chí Masico, Đức Bầu Bàng, Lâm Hưng, Khang. Lại các bạn vào chủ nhật nha. Các bạn có thể không đến được thì xem lại các trận đấu trên kênh của Thỏ Mắt Kính và Đại Lâm Vua Đầu Dò nha các bạn. Đây, giải bóng chuyền Nam Phong 44 lần thứ nhất luôn. Rồi, hẹn các bạn ngày chủ nhật nha.